Rồi, giờ mình đi nha, phòng 204 nha. Dạ, thì trước khi mình về phòng thì em xin gia đình ít phút anh. Dạ. Em sẽ chở gia đình đi một tour tham quan tại trong biệt phòng cũng như là sẽ giới thiệu những cái dịch vụ viên Dạ. cũng như dịch vụ để hoạt động dành cho bé như người lớn à. Dạ rồi, dạ. Mà lời nói đầu tiên xin được chào đón gia đình đến với sòng Camelina. Dạ. Thì Camelina được đặt theo tiếng Ý có nghĩa là khu vườn trái cây thu nhỏ, và tổng diện tích tại sò Camelina là 9 hecta, và Camelina đã đưa vào hoạt động từ năm 2013 tới đây là đã được 10 năm rồi nè. Và mùng 4 tháng 7 rồi là bên em vừa kỷ niệm 10 năm thành lập của resort thôi. Đây là cái khu vực đầu tiên mà gia đình sẽ tham quan cũng như thành, đó là khu vực vườn trái cây thu nhỏ. Vườn trái cây thu nhỏ, cảnh đẹp quá sốc. Đấy, phía bên tay phải đây là khu vực vườn hoa và khu vực vườn trái cây luôn nha. Dạ. Mình sẽ vào đây tham quan chụp hình. Dạ. Thì khu vực vườn ươm hoa này sẽ ươm tất cả các loại hoa để cung cấp cho bạn trong khuôn viên chính hết tàn trồng. Dạ. Rồi cung cấp cho trồng. Dạ. Tự cung tự cấp luôn đó. Dạ. Mình ươm hoa xong rồi mình đưa vào những cái khuôn viên để mình đi chụp hình ha. Dạ. Cũng như lên tay trái gia đình sẽ thấy khu vực nhiều gia đình tới đây chụp hình đó là kỷ niệm chứ. Đó là khu vực thác nước nhân tạo Camelina, là khu vực vườn hoa. Và ngoài ra thì kế bên nó có thêm khu vực vườn hoa lan. Dạ. Khu vực vườn hoa lan là bao gồm 42 loại hoa lan khác nhau tại đây. Điểm nhấn của resort. Rồi, kế tiếp là khu vực dành cho bé. Rồi, chào. Mau. Bên tay phải là khu vực cho cá ăn và hội nghị giải trí dành cho người lớn và trẻ. Thì trong này nó có bàn bia, bàn bóng bàn, có phòng karaoke, có phòng xem phim, có phòng chơi game show và phòng nhà banh cho bé. Phải rồi đó. Thì vào lúc 7:30 hàng đêm tại đây sẽ có một suất xem phim miễn phí cho bé anh em gì hết. Bảy giờ ba mươi xem phim. Kế bên có thêm hai sân tennis. Ngoài ra gia đình có thể vào tham quan vườn rau thủy canh, vườn thỏ ngay khu vực vườn lưới màu trắng bên tay trái. Đó là khu vực vườn rau thủy canh và vườn thỏ gì đó. Rồi, kế tiếp đây là công viên nước dành cho bé. Mực nước là 0.5m và 25. Và anh chị cũng có thể tham gia cùng với bé tại đây luôn ạ. Rồi là công viên nước luôn á, chứ không phải hồ bơi đơn thuần đâu. Đó, thấy không? Giữ chưa? Theo là khu vực tập thể dục thì mọi người cùng nhau đi tại bồn lên nhé. Cái à. Ngoài ra phía bên tay phải có thêm một khu vực hoạt động spa. Spa đây. Flora spa. Thư giãn. Có nhiều suất bên trong massage chân, massage đầu, vai cổ và gối đầu này để đầy đủ các chị nhé. Diện tích từ lễ tân xuống tới phòng mình là tầm khoảng 500m nên khi nào gia đình mình cần hỗ trợ xe điện từ phòng di chuyển ra lễ tân hoặc phải xe thì cho phòng có một cái điện thoại bàn thì anh chị vui lòng ứng phím không gặp lễ tân bên em sẽ hỗ trợ xe điện cho anh chị ạ. Còn phía trước đây là khu vực phòng di chuyển hướng vườn thì được chia năm khu vực, có tổng cộng là 120 phòng. Bên phải là khu vực số 1, số 2, bên tay trái là khu vực số 3, 4 và 5. Hôm nay mình sẽ nghỉ tại khu vực số 2 đó chị ha. Rồi. Từ đó mình đi qua nhà hàng bên em rất là gần à. Nhà hàng Marina. Đây là nhà hàng anh dạ, đúng rồi. Anh buffet là anh đặt gì trong đây là đây là bữa rồi. Sáng mai mình ăn buffet sáng vào lúc 7 giờ đến 9:30 sáng chị ha. Dạ, mà đặc biệt là bên em đang có kỷ niệm lúc nãy em nói là thành lập 10 năm của resort đó chị. Dạ đúng rồi. Tại nhà hàng đang có một cái chương trình là ăn no quà to. Thì khi nào gia đình mình sử dụng tại nhà hàng trong vòng một ngày tất cả các hóa đơn cộng dồn lại cứ 1 triệu trở lên thì mình sẽ được bốc thăm may mắn một lần. Và trong đó thì chắc chắn mình sẽ trúng cái nhỏ. Khu này là khu hồ bơi. Dạ. Cũng hồ bơi luôn, có nghĩa là hồ bơi nước mặt. Hồ bơi nước mặt, hồ bơi được bơm trực tiếp nước biển vô chị khách. Hồ bơi nước mặt, còn ok là khu vui chơi cho nhỏ là nước ngọt. Còn phía trước đây là bãi biển riêng của resort, bãi biển bên em là cát nó lại. Đặc biệt là không có bị hấp hụt và bị đá ngầm hết chị khách. Rồi. Và đá chứ các bạn ơi. Rồi ok, giờ mình che lại đúng không ạ? Lại xong một con
ngoan bên đây sao thôi. Đây còn có bên này khúc này nữa. Có thêm một cái khu vực dành cho gia đình mình để vào. Qua đây mình ngồi mình trải nghiệm hương vị gió biển các chị ha. Và mình cũng có thể là trải nghiệm nước uống tại nhà hàng, có thể ông chở mấy bạn thêm đi cho mình ạ. Có mấy cái chơi, mấy cái tròi khu vực tiểu cảnh để mình gia đình mình đi tham quan chụp hình rất là đẹp ạ. Ngoài ra thì cái gia đình mình sử dụng hồ bơi nước mặn và mình có muốn sử dụng thêm hồ bơi nước ngọt của người lớn và trẻ em thì bên này bên em có thêm hai cái hồ bơi đó, một hồ bơi nước ngọt dành cho bé, một hồ bơi nước ngọt dành cho người lớn. Dạ, hồ này khác nữa hả? Dạ, hồ này khác nữa. Dạ, bên em tổng cộng là có 5 cái hồ bơi. Rồi, đã chưa? Nước mặn, hồ bơi nước ngọt và một cái công viên nước có thể cho bé cho đó. Dạ, hồ bơi là mình bơi còn cũng có chỗ chơi cho bé luôn. Còn cái khu vui chơi của bé cũng công viên nước cũng có luôn. Nó muốn chơi chỗ nào? Dạ, đi nào. Wi-Fi tại resort thì bao phủ hết 9 hecta và không cần mật khẩu chị ha. Chị rất là cái camera biết thì chọn thì chị biết và bấm vào giúp em. Dạ, bây giờ thì em cho gia đình mình quay trở về phòng để mình chuẩn bị dắt mấy bé mình đi bơi cũng như là hành động cho bé à. Dạ, em cả gia đình có một cái nghĩ rất vui. Rồi, cảm ơn. Thì sao? Bây giờ là từ nãy giờ quay là thành được một clip rồi đó. Chưa có từ review vậy đó là có người review dùng rồi. Đây gia đình sẽ chọn là phòng 204. Có nghĩa là lúc mà đặt đó là nói người ta là cho mình phòng ở dưới đúng không? Ok, phòng mình phòng ở dưới không phải đi lên lầu tại có bé với hành lý nhiều quá ngại lên lầu lắm nên rồi và đi vào mở cửa nè. Đây là cái lối đi vào nè, lối đi vào là lên sảnh tiếp tân nè, nó có phòng xuống bãi gửi xe nè đó, xong bắt đầu là đường đi vô trong bắt đầu khu resort nè đó, khu này khu trung tâm vui vui chơi, xem phim, câu lạc bộ trẻ em, bóng bàn, bia, sân tennis gì đó. Đây, bắt đầu đi vô đây mới là những cái khu nhà ở chợ khách sạn resort cho du khách. Hồ bơi nước ngọt, hồ bơi nước mặn. Đây là hồ bơi khu công viên nước mini. Ok, rồi hẹn gặp lại.